chấn động, tiên tri báo trước cực chuẩn xác. Dận trình tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, gặp thời đổi vận, số mệnh giàu sang, vận may bùng nổ, trúng số phát tài, tiền vàng nhét chật két trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 thân mến, đời người là một chuỗi dài lựa chọn, mỗi ngày chúng ta phải đối mặt với những mối lo lắng về cơm áo gạo tiền hay các mối quan hệ xung quanh. Cuộc sống bận rộn, hối hả và khắc nghiệt khiến nội tâm chúng ta thường xuyên mệt mỏi, bất lực và cả sợ hãi. Như quý khán giả đã biết, mỗi chúng ta đều có một số mệnh, và số mệnh của mỗi người lại là khác nhau. Có người cả đời sống trong nghèo khó, vất vả, có những người cố gắng nhiều nhưng thu hoạch được chẳng là bao, song lại có những người sinh ra đã được hưởng phúc sung sướng, rất ít khi phải âu lo. Nhưng quý cô bác anh chị thân mến, đừng vội vàng từ bỏ khi bạn gặp liên tiếp khó khăn này đến khó khăn khác, bởi nếu bạn không đối mặt với chúng thì làm sao bạn biết được điều tốt đẹp nào đang chờ đợi bạn ở phía trước. Theo luận giải mới nhất của các bậc thầy tử vi hàng đầu phương Đông tiết lộ, trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch, con giáp tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 có vận số cực may, cực đỏ, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu có, khó ai sánh bằng. Dù trước đây có nhiều khó khăn như thế nào thì 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch này là thời điểm rực sáng, công danh thăng tiến, tài lộc vượng phát, gia đạo ấm êm và sức khỏe dồi dào. Để biết được vận trình may mắn trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch của quý bản mệnh tuổi Bính Ngọ thì ngay sau đây, xin mời quý khán giả cùng đi tìm hiểu và chiêm nghiệm luận giải chi tiết của Minh Đường Tử Vi quý khán giả nhé. Trước khi đến với phần luận giải nội dung chi tiết về vận trình tử vi 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch của quý bản mệnh tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả điểm nhanh tính cách người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 có điểm gì nổi bật ngay sau đây. Bính Ngọ thích những sự thay đổi, mạo hiểm, khao khát thoát khỏi vùng an toàn, khám phá cuộc sống mới mẻ và ở nhiều phương diện hơn là một cuộc sống bình ổn, an toàn. Đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Bạn không cần phải lo lắng để biết tính cách Bính Ngọ ra sao, bởi họ có nhiều tính cách rất đáng quý, thường năng động, nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể một mình đảm nhận tốt nhiều công việc, nhiều vai trò khác nhau, giống như một chú ngựa căng tràn nhựa sống, chạy trên thảo nguyên rộng lớn mà không biết mệt mỏi. Bính Ngọ linh hoạt, chịu thương chịu khó, biết làm ra tiền, ưa thích sự xê dịch, là một con giáp thuộc hệ du mục. Cho nên tính cách Bính Ngọ không hợp với sự cứng nhắc giữa các quy tắc, quy định, thời gian biểu đã lên lịch sẵn hay những áp đặt từ người khác lên cuộc đời họ. Mặc dù Bính Ngọ không có tính phô trương, khoe khoang, nhưng có nhu cầu thể hiện bản thân và thường tỏ ra là mình biết mình khôn, mình giỏi một phần nào đó. Đồng thời, tính thiếu kiên nhẫn cũng là một điểm khiến cho tuổi ngựa ít chú tâm đến nhu cầu của người khác. Bính Ngọ có tính độc lập, tự do, không ràng buộc rất cao, luôn là người chủ động trong mọi tình huống và không hay quan tâm ý kiến của người khác. Tính cách một thân một ngựa này tạo nên nhiều khoảng cách với người khác, nhưng cũng làm cho tuổi này mạnh mẽ hơn và dễ thành công hơn. Cũng không nên quá lo lắng rằng tính cách của tuổi ngựa quá mạnh mẽ mà không giỏi tạo dựng các mối quan hệ. Sự thật thì người tuổi Bính Ngọ giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý, kính trọng. Mặt khác, họ có bộ óc thẩm mỹ phối đồ tuyệt vời, dù không chạy theo trào lưu nhưng vẫn sành điệu. Tuổi ngựa không có khuynh hướng nhìn xa một sự việc, nhưng lại rất nhạy bén, biết điều gì là cần làm và làm sao để đạt được kết quả như ý muốn. Đồng thời, khi làm việc, họ thường nghe theo trực giác và cảm nhận nhiều hơn, nên khi nhận ra có điều gì đó không phù hợp thì họ sẽ đi theo một nguồn gió mới. Bính Ngọ là tuổi có rất nhiều ưu điểm lý tưởng. Trong bảng 12 con giáp, hãy tham khảo về ưu điểm để biết tính cách Bính Ngọ ra sao ngay sau đây. Nhanh nhẹn và linh hoạt, đây là tính cách tiêu biểu của Bính Ngọ. Họ thích nói năng, suy nghĩ, ăn uống và hành động một cách chóng vánh. Do đó, họ có xu hướng bỏ qua các chi tiết, tiểu tiết xung quanh. Họ yêu luyện tập cả thể chất lẫn tinh thần, và để thỏa mãn bản tính thất thường của mình, họ thay đổi ý định liên tục và thậm chí thường xuyên mất hứng thú với các dự án mà trước khi chúng được hoàn thành. Nhưng họ lại linh hoạt, biết điều chỉnh sao cho phù hợp với cuộc sống của mình. Bính Ngọ rất đa tài,
Hãy cứ thử giao cho họ một thử thách mới nào xem, họ sẽ làm bạn ngạc nhiên đấy. Bính Ngọ phù hợp với hầu hết mọi công việc, cộng thêm tính cách siêng năng và có một cái nhìn sáng tạo, cho nên sẽ tạo ra những kết quả công việc bất ngờ. Bính Ngọ giỏi giao tiếp, tuy rất kiêu hãnh và tự lập, tính cách của Bính Ngọ vẫn cần bạn đồng hành. Họ cần một bờ vai để có thể chung sống hài hòa, để được chỉ dẫn, khuyên nhủ. Nhờ tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng mà Bính Ngọ kết giao được rất nhiều bạn bè, thuận lợi trong các công việc cần tiếp xúc với nhiều người. Họ độc lập, yêu tự do, ưa khám phá. Người tuổi Bính Ngọ thường rời xa gia đình từ khi còn trẻ và sẽ lao động không ngừng nghỉ suốt cuộc đời. Người ta nghĩ rằng ngựa sinh ra là để chinh phục những thảo nguyên rộng lớn và chu du thiên hạ. Vì vậy xê dịch là đam mê hàng đầu của con giáp này. Bản năng lãng tử thúc giục họ tìm kiếm những trải nghiệm mới và coi cuộc đời như một chuyến du ngạn. Bính Ngọ luôn lên kế hoạch cho những chuyến đi tiếp theo, và nếu không được hoạt động sẽ khiến họ buồn chân, bứt dứt. Bính Ngọ coi trọng chữ tín, luôn là người tiên phong trong mọi nhiệm vụ, bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp. Với cương vị là một người tiên phong, họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình. Bởi vậy, khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, họ đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Nhìn lại quãng đường mà Bính Ngọ đã trải qua, theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy được rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường nên Bính Ngọ mới mưu cầu thành công, thành tựu, vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ. Muốn làm cho hết bản năng của mình nên Bính Ngọ mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Bính Ngọ mới cố vất vả ngược xuôi ở cái thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên, không có gì là sai khi Bính Ngọ vấp ngã cả, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài. Nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, và người tệ bạc cũng không ít. Chung quy chỉ có thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực, đời người có ai mà không vấp ngã, lắm lúc Bính Ngọ cũng thấy mừng, vì ít ra ngã sớm cho cái đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy, làm lại từ đầu và đón ánh nắng sớm đẹp đẽ của cuộc đời vào những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này, nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi thì lại chán nản, buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lãng tránh những gì đã gây ra, sau này lại thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này. Bính Ngọ sẽ không làm như vậy, cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải, để thấy vẫn còn một vài người tin yêu đang chờ đợi ta hăng say vực dậy. Suy cho cùng, Bính Ngọ dù sống trong sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Bính Ngọ ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê, khóc lớn một trận, cùng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến dài thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi dương mình tới những thành công mới sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc Bính Ngọ có thể đổ tại giận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính ta quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đấu đời. Kỳ thực ở độ tuổi này, Bính Ngọ cũng đã tôi rèn ra mình một con người thật bản lĩnh, cứng cỏi. Ở độ tuổi này Bính Ngọ luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người ta cảm thấy được đãi ngộ. Bính Ngọ giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cẩu thả, nông nổi, bột chột. Bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Bính Ngọ như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết. Trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thấy như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Bính Ngọ là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung, nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán. Không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài, danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Với Bính Ngọ,
đó lại là một loại thông dong. Tâm tính tựa như ánh mặt trời ló rạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui. Ổn định trầm tĩnh, bền gan vững trí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân. Tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biến nhát, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Di xin mời quý khán giả cùng đến với phần luận giải chi tiết. Dẫn trình Tử Di về các phương diện chính của cuộc sống của con giáp tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch, dẫn trình cụ thể như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Xem Tử Di 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch của tuổi Bính Ngọ về sự nghiệp, cục diện tam hợp xuất hiện, hứa hẹn vận trình công danh của người tuổi này rất thuận lợi, gặt hái thành quả tốt đẹp, quý nhân vận khá dượng, bạn có thể yên tâm tận hưởng khoảng thời gian sắp tới, bạn làm gì cũng thông thuận, luôn có người bên cạnh chỉ dẫn đường đi nước bước, dù đương đầu với khó khăn cũng sớm tìm được lối thoát, lại thêm chính quan tương trợ, đường quan lộ của Bính Ngọ đang rất rộng mở. Bạn làm việc đến nơi đến chốn, có trách nhiệm với mọi việc, nên được đồng nghiệp xung quanh tín nhiệm, cấp trên hài lòng. Nếu nhân lúc này bạn có thể chớp thời cơ để thể hiện năng lực phát huy thế mạnh cũng như tầm ảnh hưởng của bản thân trong tập thể, thì chắc chắn những mục tiêu bạn đặt ra từ lâu sẽ sớm thành hiện thực, lại được mọi người công nhận và nể trọng, rất có lợi cho đường thăng tiến. Hơn nữa, mùa xuân là thời điểm dương khí thịnh, khí thế bừng bừng, thích hợp động hơn tĩnh. Do đó, bạn có thể cân nhắc triển khai các dự án, kế hoạch mới, mang tính dài lâu, ngay ở thời gian các khí lan tràn này, cũng rất thích hợp, tỷ lệ thành công khá cao. Trong quá trình thực hiện, đương nhiên sẽ không thể tránh khỏi những chông gai, sóng gió, trở lực, dấp dáp, song đó đều là những chướng ngại vật cần có trên chặng đường thành công. Để thử thách và tôi luyện bạn, có người luôn nỗ lực và kiên trì tới cùng, thì sẽ là người nếm được quả ngọt. Về phương diện tài lộc, xem Tử Di 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch nhận thấy, cùng với công việc thuận lợi, đường tài lộc của người tuổi Bính Ngọ cũng khởi sắc trông thấy, chính tài khá dượng là điềm báo thu nhập nhanh chóng được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng cao, người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này. Với những người làm kinh doanh, đây là một khoảng thời gian khá bận rộn, với những đơn hàng bay về tới tấp, địa chi lâm bán hợp, rất thích hợp cho việc hợp tác làm ăn, buôn bán, ký kết. Do đó, bạn có thể mạnh dạn tiến hành các kế hoạch kinh doanh hùn vốn chung với đối tác lâu năm, vốn có sẵn sự tin cậy và song phương đều hiểu rõ cách thức làm việc với nhau ngay trong thời điểm này, tỷ lệ hợp tác thành công không hề thấp chút nào. Tài vận trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch rất đáng hứa hẹn, tuy nhiên, bạn vẫn nên quản lý chi tiêu cẩn thận để đề phòng quà hao tài trong thời điểm này, bởi bạn sẽ phải chi tiêu khoản không nhỏ cho những công việc của gia đình như lễ hội, giỗ chạp, cưới xin. Theo phong thủy phi tinh trong thời điểm này, sao bát bạch chủ tài lộc, cư ngụ ở phương đông, tại vị trí này, bạn không nên để đồ đạc, rác thải bừa bãi, bẩn thỉu, kẻo tài lộc hao tán. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Xem Tử Di 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch của 12 con giáp thấy rằng, phương diện tình cảm của tuổi Bính Ngọ, cục diện bán hợp, lại thêm nguyệt lệnh lâm mộc dục, là điềm báo đào hoa khởi dượng. Đường tình duyên của người tuổi Bính Ngọ ngày càng rực sáng, giữa các cặp vợ chồng đã chịu mở lòng thẳng thắn chia sẻ với nhau và cùng giữ gìn hạnh phúc gia đình, có người còn đón tin vui về con cái. Hoặc trong nhà có hỷ sự, song người cầm tinh con ngựa cũng cần đề phòng, bởi đào hoa quá dượng có thể biến thành đào hoa dữ, phá hoại tình cảm lứa đôi trong phút chốc bởi sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Các cặp đôi cần phải tự biết cách tạo cảm giác an toàn cho đối phương, tự giữ khoảng cách phù hợp và hạn chế bớt các mối quan hệ xã giao với người khác phái để tránh hiểu lầm, phiền phức và rắc rối. Xét về phương diện sức khỏe, trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch, nhìn chung thể chất của người tuổi Bính Ngọ khá ổn định, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Tuy nhiên, bạch hổ hung tinh mang tới điềm báo tai nạn do tác động bên ngoài cho những chú ngựa. Hung thần này nhắc nhở, bạn làm gì cũng cần phải cẩn thận, nhất là khi tiếp xúc với những vật sắc nhọn và có tính sát thương cao, đi đứng cẩn thận,
tránh bị té ngã hoặc gặp tai nạn về xe cổ bất ngờ, nguy hiểm tính mạng. Đặc biệt, bạn nên tránh lái xe khi đã uống rượu bia, sử dụng chất kích thích, hạn chế đi sớm về khuya hay lưu tới những nơi hoang vắng khi chỉ có một mình hay ít người. Tháng này nhị hát chủ bệnh tật ốm đau, bay về cung Tây Nam, hung tinh phát tác mạnh, có thể gây hại cho sức khỏe của bạn và người thân trong gia đình. Sau đó, khu vực này trong nhà cần chú ý sắp xếp bài trí đồ đạc gọn gàng, di chuyển các đồ vật kích thước lớn hoặc có chứa từ trường nhiễu loạn như tivi, tủ lạnh để hạn chế hung tính của nhị hát. Và ngay bây giờ, không để cho quý khán giả phải đợi thêm nữa, xin mời quý khán giả cùng Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải nội dung chi tiết. Vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, vận trình cụ thể như sau. Mỗi người có vận mệnh khác nhau, tuy cùng tuổi nhưng tháng sinh khác nhau cũng có thể khiến cho con đường đời của mỗi người hoàn toàn khác biệt. Cùng theo dõi xem vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ theo từng tháng sinh âm lịch có điểm gì khác biệt nhé. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966, sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch, tức tháng Giêng, rơi vào tiết Tân Xuân, không khí tràn đầy năng lượng, sinh khí dồi dào, nên người tuổi này cũng được hưởng lây nhiều điều tốt đẹp. Họ sống lạc quan, phóng khoáng, thích kết giao bạn bè, giỏi xã giao. Người tuổi này may mắn được lục thân tương trợ, lại thêm quý nhân luôn ở sát bên dẫn đường chỉ lối, nên cả đời không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của những người này lại nằm ở chỗ, tuy tính tình cương trực nhưng có phần hơi bảo thủ, an phận thủ thường, không có trí cầu tiến, không ham học hỏi. Họ dễ dàng thỏa mãn với những gì mình đang có, cũng dễ dàng chấp nhận những quy tắc, quy định được đặt ra. Song về cơ bản thì người này vẫn có phúc khí đủ đầy, cuộc sống sung túc. Niềm vui lớn nhất của họ chính là được thoải mái, tự do, có bạn bè khắp tứ phương. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966, sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch rơi vào tiết Kinh Trập, người tuổi này rất chú trọng hình thức, thích sạch sẽ, gọn gàng, sống thanh cảnh, khiêm nhường. Họ là người thông minh, hoạt bát, khoan dung, độ lượng, song không thích bị bó buộc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Với họ, tự do là điều thiêng liêng, là thứ họ luôn hướng tới, tâm tính cũng có phần bất cần, thích gì làm nấy. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi này may mắn được hưởng phúc phần tổ tiên để lại, được cha mẹ nâng đỡ khá nhiều. Tuy vậy họ vẫn gặp khá nhiều khó khăn trong cuộc sống, cũng phải đối mặt với nhiều tai họa khó lường. Song may là không quá nguy hiểm, đến phút cuối vẫn có thể hóa nguy thành an, nhờ được quý nhân tương trợ, vẫn thế cuộc đời nhiều biến động, lên xuống thất thường. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966, sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch rơi vào tiết Thanh Minh, người tuổi này được phúc âm vào hộ thiên tư, thông minh đỉnh ngộ, có tài văn chương, cũng giỏi tài thao lược. Chú ngựa này tính tình thẳng thắn, trung thực, lòng dạ bao la, có nhiều tham vọng và lý tưởng trong đời, mơ ước cao xa. Song người này luôn cố gắng hết mình để biến ước mơ thành hiện thực. Dù thành công nhưng không khoa trương, không kiêu căng, được nhiều người ngưỡng mộ, danh tiếng vang khắp gần xa. Trong đời họ có nhiều quý nhân, ở nhà có tiền bối chỉ giáo, ra ngoài có quý nhân tương trợ. Cuộc đời của người này không phải trải đại nạn, làm chuyện gì cũng dễ dàng, thuận lợi, đường nhân duyên tốt, có tài sản, khiến người khác tin tưởng vào bản thân. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966, sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Hạ, người tuổi này khá vất vả, cuộc đời lận đận, phải chịu nhiều trắc trở, khó khăn. Họ không có sự nghiệp thành công lẫy lừng, nhưng bù lại giữ được bình an, dù gặp nhiều cản trở, nhưng không vì thế mà họ nản lòng, ngược lại càng thêm quyết tâm, giữ cho mình lòng nhiệt tình và ý chí kiên cường. Mọi thứ mà họ có được trong đời đều do chính mình làm ra, chứ không nhờ cậy được ai. Đứng trước khó khăn, họ tự động viên bản thân dũng cảm vượt qua, tự lực cánh sinh, chiến đấu một mình. Nhờ thế mà không ít lần gặp dữ quá lành, giành lấy những gì mình muốn, không có người thân giúp đỡ. Người này phải cố gắng hơn bình thường gấp nhiều lần, nhưng điều đó rèn giũa cho họ ý chí sắt đá hơn người, tâm tĩnh như nước, chẳng vì hiểm nguy trước mắt mà ra hành động. Nếu biết tận dụng nắm bắt thời cơ, có thể gây dựng được sự nghiệp cho mình. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết Mang Trùng,
người tuổi này phải chịu trăm ngàn điều cực khổ, đắng cay trong đời, phúc phận mỏng manh, không được cha mẹ, quý nhân phù trợ. Tất cả những điều họ có được trong đời đều là nhờ vào tài trí cũng như sự nỗ lực của bản thân mà có. Tiền vận bôn ba vất vả ngược xuôi mới đến cái sự cơ nghiệp, cũng chính vì thế mà lỡ dở lương duyên. Mặc dù tăng động tình từ khi rất sớm, nhưng họ thường kết hôn khá muộn, quan hệ vợ chồng khá tốt, hai người chung sống hòa thuận, hạnh phúc, bạn bè khác giới không ít, nhưng không ảnh hưởng đến tình cảm hôn nhân. Người này hoàn toàn có thể có được sự nghiệp rực rỡ, huy hoàng. Tuy nhiên là họ phải chấp nhận đủ nhiều mồ hôi, nước mắt, cố gắng hết sức mình. Dù thất bại cũng không nản lòng, hậu vận tốt đẹp, cuộc sống an khang, hạnh phúc, con cháu đầy đàn. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, người tuổi này cả đời vất vả, nhưng chẳng bao giờ chạm tới ngưỡng cửa đại phú, đại quý. Tính cách người này không nhu, không cương, sống có trách nhiệm, chẳng bao giờ vì vất vả mà than thân trách phận. Họ kiên trì làm tới cùng những việc đã quyết định. Tuy nhiên, gia phần phúc mỏng, người này thường phải sống cảnh ly tán, không được ở gần gia đình, anh em. Họ gặp khá nhiều trở ngại trên con đường lập nghiệp, thời gian đầu thất bại liên miên, tử nghiệp chẳng còn là bao, phá sản tan tành bạn phải. Từ tay làm nên cơ nghiệp, đến năm 35, 36 tuổi mới thành đạt, dành sang năm 40 tuổi có nhiều dự định mới mẻ, ngoài 50 tuổi mới dần ổn định, không phải vất vả, lo lắng nhiều. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch rơi vào tiết Lập Thu, tiết trời không nóng, không lạnh. Người tuổi này thông minh hơn người, khả năng lĩnh ngộ tốt, học một biết mười. Cuộc đời của người này khá suôn sẻ, không phải trải qua kiếp nạn gì lớn. Họ luôn khao khát hướng đến thành công, khí chất tao nhã, có sức hút mãnh liệt, lại thêm tinh thần ý chí dồi dào. Người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 7 âm, nhờ thế mà dễ dàng dùng tài năng của mình để khương gia dựng nghiệp, tạo dựng được nhiều thành công trong cuộc sống, thêm quý nhân trợ lực. Người này phát huy hết mức tài năng của bản thân để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, trong hành trình vẫn cần phải đề phòng tiểu nhân đeo bám, họa khẩu thiệt thị phi, tranh đoạt lợi danh rất rõ, dễ vướng phải họa quan tụng. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch chính là tiết Bạch Lộ trong năm. Người này có trí tuệ hơn người, văn võ song toàn hiếm ai bị kịp. Họ thông minh lanh lợi, phẩm chất cao đẹp, có chí khí, trọng nghĩa trọng tình, nhờ quý nhân ở bên dẫn đường chỉ lối, cộng thêm sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, nên giành được nhiều thành công trong cuộc sống cũng như công việc. Cuộc đời không phải trải qua sóng to gió cả, là người có phúc phận, phúc thọ song toàn, tài đức đủ đầy, được nhiều người yêu mến và kính trọng, cũng được cấp trên tin cậy, đào tạo làm từng lớp kế cận. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966, sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch trong năm là tiết Hàn Lộ. Người tuổi này tài trí thông minh và năng lực bản thân đều đạt mức xuất sắc hiếm có, là bậc kỳ tài trời sinh. Nếu biết hướng đến mục tiêu cao đẹp thì hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh. Cả đời người này không quyền không thế, chỉ muốn tìm cây cao bóng cả để tựa nhờ, công việc ổn định nhưng tài lộc không nhiều, hễ gặp khó khăn là dễ dàng thoái chí. Tuy nhiên, nếu biết xác định phương hướng phấn đấu cho mình, nỗ lực không ngừng, phát huy hết tài năng của bản thân thì tiền đồ vô lượng, thành công nhiều không kể xiết. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm rơi vào tiết Lập Đông, người tuổi này đều mang mệnh anh hùng, hoặc diệt thời trai trẻ. Họ phải trải qua khá nhiều gian nan, vất vả, nhưng đều có thể vượt qua. Cuộc đời người này đang xen giữa may mắn và xui xẻo, hạnh phúc và khó khăn, không được người thân che chở, cũng chẳng có quý nhân nâng đỡ, mọi chuyện đều phải dựa vào chính sức mình. May nhờ ý chí kiên cường, nghị lực sắt đá, lại tài năng hơn người, nên con giáp này không phải nếm trải quá nhiều thất bại. Họ là hình mẫu điển hình của người tay trắng làm nên cơ nghiệp. Trung vận may mắn gặp quý nhân, hậu vận hưởng phúc thái bình. Từ trung vận trở đi, vận trình tăng tiến, phú quý phát tài, thành công rực rỡ. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966, sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch trong năm là tiết Đại Tuyết. Vận mệnh của người tuổi này cũng như nhuộm màu băng tuyết, khó mà có được sức sống của mùa xuân. Họ phải bôn ba xuôi ngược, không được người thân giúp đỡ, cũng chẳng có tổ nghiệp tương trợ.
người này tính tình hòa nhã, trung thực, Tiền Dận gặp nhiều rắc rối, lúc nào cũng hẫm hiu đơn thương độc mã. Tới năm 28, 29 tuổi, vận thế mới dần tốt lên. Năm 35, 36 đến năm 40 tuổi, vận khí dượng, khai xuân về, hoa nở thành công rực sớm. Đó là nhờ họ không nản lòng trước hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực hết mình để thay đổi hiện tại mà có được. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966, sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Hàn, cuộc sống của người tuổi này nhiều chuyện phải lo phiền, tuy nhiên cũng mang gia đình khoảng một thời trẻ, lại chăm chỉ học hành, nên ra ngoài được nhiều người nể phục, tài năng cũng có được là nhờ rèn giũa, tư chất thông minh, lại thêm có công dùi mài đèn sách, nên càng thêm giỏi giang. Người này có ý chí, nghị lực phi thường, luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ, không ngại khó ngại khổ, không sợ gian nan, không sợ thất bại, dù chưa thể lập tức thuận buồm xuôi gió làm nên cơ nghiệp, mà phải chịu nhiều khó khăn, vất vả, nhưng cuối cùng người này sẽ có được cuộc sống an lạc, thành quả to lớn, hậu vận có phúc, có lộc, con cháu đầy đàn. Quý vị thân mến, quan niệm của dân gian, tháng 7 âm lịch hàng năm được xem là tháng cô hồn. Người xưa quan niệm đây là tháng của ma quỷ, đặc biệt là rằm tháng 7 được xem là ngày xá tội vong nhân, cần tránh nhiều điều để không bị xui xẻo. Vậy nguồn gốc tháng cô hồn bắt nguồn từ đâu và tháng cô hồn phải kiêng những gì theo phong tục? Ở Trung Quốc, nguồn gốc của tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn, bắt nguồn từ việc Ngọc Hoàng cho Diêm Vương mở cửa quỷ môn quan vào ngày 2 tháng 7 hàng năm để ma đói quỷ đói được trở lại trần gian rồi đến rằm lại quay về. Chính vì thế, theo tục lệ dân gian, người trần gian phải cúng cháo, gạo, muối cho ma quỷ đói để ma quỷ không quấy nhiễu cuộc sống thường ngày. Hàng năm, người dân Trung Quốc tiến hành cúng cô hồn vào ngày 14 tháng 7 âm lịch. Ở Việt Nam, theo dân gian, người Việt cúng tháng 7 âm lịch kéo dài một tháng, tùy thuộc vào từng gia đình, từng vùng miền khác nhau chứ không ấn định riêng một ngày nào. Người dân cũng quan niệm rằng tháng 7 âm lịch là tháng không đem lại may mắn nên hầu hết các công việc cưới hỏi, khởi công xây dựng, mua sắm, đi xa đều tránh tháng 7. Trong tháng 7 âm lịch hàng năm, ngoài lễ cúng cô hồn còn có lễ Du Lan. Lễ Du Lan hay còn gọi là lễ báo hiếu, một trong những ngày lễ chính của Phật giáo. Lễ Du Lan gắn với tích về một Kiền Liên, đệ tử của Đức Phật, là một vị tôn giả tu luyện được nhiều phép thần thông. Theo lời Phật dạy, các Phật tử muốn báo hiếu cha mẹ nên cử hành lễ Du Lan để cầu siêu cho các đấng sinh thành và cầu phá địa ngục cho những vong hồn. Tháng cô hồn và lễ Du Lan không chỉ phổ biến ở Việt Nam, Trung Quốc mà còn ở rất nhiều các quốc gia khác, đặc biệt là các nước Á Đông. Ở Nhật Bản, ngày lễ này được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 âm lịch và cả ngày rằm tháng 7. Ở Đài Loan, ngày lễ này được kéo dài cả tháng nhưng thông thường thường tập trung vào ngày 15 của tháng với 3 phần khác nhau. Cúng tháng 7 âm lịch là một tín ngưỡng dân gian quan trọng. Ngoài những lễ tiết cúng bái, dân gian ta còn tương truyền cả những điều con người nên làm và không nên làm trong tháng 7 âm lịch để cho cầu mong được bình an, hạnh phúc. Tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn kiêng những gì? Trong dân gian có truyền miệng nhiều điều cần kiêng kỵ trong tháng cô hồn với quan niệm có thờ có thiên, có kiêng có lành. Dưới đây là một số tục kiêng trong tháng cô hồn và lý giải về chúng. Tháng cô hồn kiêng đi chơi đêm. Dân gian tin rằng vào tháng 7 âm lịch, Diêm Vương mở cửa quỷ môn quan để cho ma quỷ, cô hồn được trở lại cõi trần. Đến tối ngày rằm chúng phải quay về vì cửa ngục sẽ đóng lại. Vì thế trong nửa đầu tháng 7, nhiều người tránh đi chơi đêm, khoảng thời gian được cho là âm khí nặng nhất, để không bị ma quỷ trêu ghẹo, quấy nhiễu. Thậm chí vào ban ngày, nhiều gia đình còn không cho trẻ con ra đường chơi một mình vì sợ ma quỷ sẽ lừa dẫn đi những nơi nguy hiểm. Người già cũng hay dặn con cháu tránh xa ao, hồ, sông nước trong những ngày này. Kiêng nhặt tiền rơi. Đây là một trong những điều kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch mà các cụ già hay nhắc nhở con cháu. Khi làm các lễ cúng trong tháng cô hồn, nhiều người rải tiền lẻ để mua chuột quỷ đầu trâu mặt ngựa hoặc để bố thí cho các vong hồn. Nhiều người sợ rằng nếu nhặt tiền rơi trong khoảng thời gian này, rất có thể họ sẽ nhặt phải những đồng tiền cúng đó và phải thay người rải tiền hứng chịu những rủi ro, tai họa hoặc bị ma quỷ quấy nhiễu vì dành phần của chúng. Kiêng đốt vàng mã linh tinh. Tháng 7 âm lịch là khoảng thời gian người ta tiêu thụ lượng vàng mã lớn nhất. Tuy vậy nhiều người vẫn nhắc nhau cẩn thận khi đốt,
Không được đốt tùy tiện vì có thể khiến ma quỷ đang lang thang khắp nơi dây lấy bạn để kiếm chác, khiến cuộc sống không được bình an. Trên thực tế, việc đốt vàng mã vừa gây tốn kém, ô nhiễm môi trường vừa tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn. Vì vậy đây là hoạt động được khuyến cáo không nên thực hiện. Kiêng ăn dụng đồ cúng cô hồn. Trẻ con ăn dụng đồ cúng là chuyện vẫn hay xảy ra, nhưng riêng mâm cỗ cúng cô hồn thường được người lớn canh chừng đặc biệt cẩn thận, không để trẻ sờ cho đến khi hương cháy hết, mọi nghi thức hoàn tất. Điều này cũng xuất phát từ quan niệm cô hồn giả quỷ xuất hiện khắp nơi trong tháng 7 âm lịch, trong đó có nhiều quỷ đói. Mâm cỗ cúng chúng sinh là dành cho những đối tượng này, nếu sờ vào sẽ chọc giận ma quỷ, khiến chúng nổi giận và gây rối. Kiêng chi khoản tiền lớn. Đây là một trong những điều kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch được rất nhiều người làm nghề buôn bán tuân thủ. Không ít người, đặc biệt là người kinh doanh, thường kiêng xuất tiền, trả nợ trong ngày mùng 1 âm lịch nói chung vì sợ hao tài tán lộc. Với tháng cô hồn, sự kiêng cử này thường kéo dài quá rằm, thậm chí hết tháng. Đương nhiên, hiếm ai sống cả tháng mà không phải chi tiền. Người ta chỉ hạn chế xuất những món tiền lớn, hạn chế chi tiền trả nợ. Tuy nhiên, tất cả chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm và phụ thuộc vào quan niệm, niềm tin của mỗi người. Dân gian thường sống bằng kinh nghiệm nhằm đáp ứng tâm lý hướng đến sự an toàn của cá nhân và cộng đồng. Dù vậy, cái gì nhiều quá thì cũng không tốt. Suy cho cùng, dù hành lễ ở đâu, quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm. Con người thường xuyên làm việc thiện, giúp đỡ người khác thì dù trong hoàn cảnh nào, bản thân họ cũng cảm thấy an yên. Quý vị và các bạn thân mến, hành động quyết định vận mệnh con người, sướng khổ hạnh phúc bất hạnh giàu nghèo đều do chính chúng ta quyết định. Sống an nhiên đời chẳng buồn phiền, sau đây là lời Phật dạy về cuộc sống an nhiên. An nhiên là trạng thái cơ thể thư thái không ưu phiền, tự do tự tại, cuộc sống được diễn ra êm đềm không vướng mắc chuyện thế giới. Tâm tính con người sẽ biến đổi theo hoàn cảnh. Gặp thuận lợi lòng hân hoan vui sướng, gặp trái tay gai mắt tâm trạng dễ bực dọc nhẹ, thì giữ trong lòng nặng thì buông lời oán trách cay nghiệt. Nhu cầu và tham vọng của con người cũng thay đổi không ngừng. Khi nhu cầu này được thỏa mãn thì sẽ sinh ra nhu cầu kia, vì vậy mới có câu lòng tham không đáy. Những người bị cuốn vào ma mảnh của đồng tiền, danh vọng, khó lòng mà thoát ra được. Nếu không tu thân, bình tâm trước cuộc đời này, họ có thể sẵn sàng tạo nghiệp gieo nhân ác chỉ để thỏa mãn dục vọng, tiền tài. Theo lời Đức Phật thì nếu thành công quá dễ dàng, chúng ta thường kiêu căng tự phụ. Có khó khăn, hoạn nạn thì ý chí ta mới được rèn luyện, bản thân mới trưởng thành. Cũng giống với Đường Tăng đang đi thỉnh kinh vậy, phải vượt qua 81 kiếp nạn, bao ải gian khó, có thể mất tính mạng thì mới có ngày được chân kinh tu thành chính quả. Vật chất tiền bạc cũng chỉ là vật ngoài thân, chỉ là phương tiện sống. Đừng để tính tham sân si khiến ta lao vào dòng xoáy cuộc đời không thoát ra được, để rồi đi gần hết cuộc đời ta mới ngộ ra sống mà chỉ như tồn tại. Muốn bình yên thì bạn cần biết đủ. Khi bạn cảm thấy quá mệt mỏi hay căng thẳng thì đừng cố làm hay suy nghĩ gì nữa. Hãy ngồi xuống quán chiếu hơi thở, thiết lập sự bình an để phục hồi năng lượng cho cơ thể và tâm hồn bạn nhé. Trong cuộc sống, đôi khi bạn không biết trân trọng những gì mình đang có, nên bạn không thể sống vui là vì vậy. Bạn có mắt, nhưng bạn lại luôn nhìn mọi người không thân thiện và cảnh vật u sầu, trong khi người mù họ chỉ ước ao để được nhìn. Bạn có miệng, nhưng bạn lại luôn dùng nó để chửi người khác, trong khi người câm, họ chỉ ước ao làm sao để nói được những lời yêu thương với những người họ yêu. Bạn có tai, nhưng bạn lại không muốn nghe những lời hay ý đẹp, trong khi người điếc, họ chỉ ước ao để được nghe và hiểu được mọi người nói. Bạn có tiền, nhưng bạn lại xài phung phí, trong khi người nghèo họ chỉ ước ao có được một chén cơm. Bạn có người yêu, nhưng bạn lại đòi hỏi đủ điều, trong khi người cô đơn họ chỉ ước ao có được một người để yêu thương. Bạn có thời gian, nhưng bạn lại không biết dùng nó, trong khi người đang hấp hối, họ chỉ ước ao để làm sao cho thời gian đi chậm lại. Bạn đang có tất cả, nhưng bạn lại chán nản, trong khi người đang khổ cực, họ chỉ ước ao có được một phần nhỏ may mắn của bạn thôi, là họ cũng vui rồi. Vậy thì làm sao mà bạn có thể sống vui nếu bạn không biết trân trọng cuộc sống? Đừng than vãn rằng tại sao cuộc đời tôi cứ gặp bất chắc. Đôi khi những bất hạnh của bạn không bằng một hạt cát của người khác. Vì vậy cách sống vui là phải biết trân trọng và tận hưởng những gì mình đang có. Đừng tham lam và xem thường, nếu không thì bạn sẽ mãi mãi khổ vì những đòi hỏi quá mức của bạn. Dân, quý vị thân mến,
Trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.